Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách truy cập các phần tử của Array trong Java. Trước hết các bạn cần phải biết rằng trong Java thì sử dụng Zero Base Indexing, có nghĩa là các cái chỉ số trong Array hay là trong bất cứ một cái collection nào sau này các bạn sẽ học thì nó bắt đầu bằng số 0. Một số ngôn ngữ khác thì nó bắt đầu từ 1, nhưng riêng với Java thì là Zero Base, tất cả mọi cái bắt đầu bằng 0. Và cái phần tử cuối cùng thì không phải là bằng số lượng của cái Array hoặc collection mà nó sẽ bằng số lượng của cái đấy trừ đi 1, đấy là index của cái phần tử cuối cùng. Ví dụ đây là một số cách mà chúng ta truy cập vào các phần tử của array. Ví dụ chúng ta có một cái array là name bằng có phần tử là 3, có độ dài là 3 chẳng hạn. Thì cách truy cập các phần tử của nó sẽ là name 0, name 1, name 2 như này. Thì nếu mà chúng ta cố gắng truy cập vào name có giá trị index là 3 chẳng hạn thì nó sẽ tạo ra một cái runtime exception, bởi vì là không có name 3 mà tối đa chỉ có name 2 thôi. Bởi vì cái độ dài nó là 3 thì cái phần tử cuối cùng nó chỉ là 2 bằng 3 trừ 1. Có một cái attribute của cái array đấy là length, thì name.length là tương đương với 3. Thì trong trường hợp mà chúng ta truy cập name, indexing của nó là name.length thì cũng tương tự như thế, là chúng ta runtime exception ở đây. Thì phần tử cuối cùng nó truy cập phải là name và name length trừ 1 như thế này. Với các array hai chiều thì giả sử chúng ta có array đây là có mảng 3 x 2 hạn, thì cái phần tử name0.length là tương đương với 3 và name1.length là tương đương với 3 luôn, thì chúng ta truy cập nó bằng cách là name01, name20 hoặc là name21 như thế này. Trong trường hợp mà chúng ta truy cập bằng name32 chắc chắn nó sẽ có runtime exception.